Tập 20. Chém Vu Cát, Tôn Sách bỏ mạng. Tôn Sách từ khi nối nghiệp bá ở Giang Đông, binh mạnh lương nhiều. Năm 199, đánh úp lấy Lư Giang, làm Lưu Huân bị thua, Tôn Sách sai Ngưu Phiên đưa tờ hịch đến Dự Trương, thái thú Dự Trương là Hoa Hâm xin hàng. Từ đó thanh thế lừng lẫy, bèn sai Trương Hoành sang Hứa Đô, dâng biểu báo công thắng trận. Tào Tháo biết thế thì giận lắm. Bấy giờ thái thú Ngô Quận là Hứa Cống, mật sai sứ đến Hứa Đô, dâng thư cho Tào Tháo, nói rằng Tôn Sách kiêu dũng, cũng như Hạng Vũ ngày xưa, nên gọi vào kinh đô, không nên để cho hắn ở ngoài, sẽ là mối lo về sau. Sứ giả mang thư qua sông, bị tướng giữ sông bắt được, giải nộp Tôn Sách. Sách xem thư thì giận lắm, đâm chết sứ giả, rồi cho quân tới nhà Hứa Cống giết luôn ông ta. Họ hàng Hứa Cống trốn đi cả. Có ba người ra khách muốn báo thù, nhưng chưa gặp dịp nào thuận tiện. Một hôm, Tôn Sách đang cùng với Trương Chiêu đi dạo trong chợ, thì chợt thấy dân chúng quỳ rục xuống lạy trước một đạo nhân. Tả Hữu khuyên Sách nên quỳ xuống nhưng Sách quyết không nghe. Khi về đến phủ, Tôn Sách sai lính đi bắt ngay tên đạo nhân lại. Một con hầu đã đem việc ấy nói với mẹ Sách là Ngô Thái Phu Nhân. Thái Phu Nhân mới ra bảo Tôn Sách rằng người ấy từng chữa khỏi bệnh tật cho nhiều người, ai cũng kính trọng, không nên bắt. Tôn Sách nói, nó là yêu nhân, chỉ lấy yêu thuật dối người, không trừ không được. Phu Nhân hai ba lần khuyên bảo. Sách nói, đừng nghe người ta nói càn và đã có cách cư xử. Nói rồi đem quân đi săn ở Tây Sơn đất Đan Đồ để giải khuây. Có một con hươu lớn chạy ra. Tôn Sách tế ngựa lên núi đuổi theo, chợt thấy ba người cầm giáo đeo cung bám theo. Một người giương cung bắn chúng vào ngực Sách. Sách nhổ cái tên ra, ném chúng ngay một người. Hai người kia vác kiếm đến đâm Sách túi bụi và kêu to, chúng tao là gia khách Hứa Cống, nay báo thủ cho chủ đây. Tôn Sách tuy bị thương nhưng vẫn còn đánh hăng lắm. Hai người kia liều chết lăn vào đánh, không chịu lui. Bản thân Tôn Sách đã bị đâm nhiều nhát kiếm thì đuối sức ngã gục xuống. Vừa lúc đó, bọn Trình Phổ và Trương Chiêu dẫn quân đến nơi. Tôn Sách chỉ một tên còn sống, Trình Phổ băm nát tên này bằng vài chục nhát kiếm. Tôn Sách máu chảy đầy mặt, bị thương rất nặng, Trình Phổ bèn lấy dao cắt áo bào buộc chỗ bị thương lại, đem về Ngô Hội dưỡng bệnh. Tôn Sách về đến phủ, sai người đi mời Hoa Đà đến chữa thuốc. Chẳng may Hoa Đà đi sang Trung Nguyên vắng, chỉ có học trò ở nhà, thay thầy đi thăm bệnh. Người học trò nói, mũi tên có thuốc độc, đã ngấm vào xương, phải nghỉ ngơi trong 100 ngày mới khỏi lo ngại. Nếu để cơn tức giận nổi lên, thì vết thương. Đương uống rượu, thấy dưới lầu có tiếng ồn ào. Tôn Sách đứng dậy, dựa bao lơn xem, lại thấy đạo nhân hôm trước, mình mặc áo lông hạc, tay cầm gậy gỗ lê, ngồi trên kiệu 10 người khiêng, dân gian đốt hương quỳ lạy dưới đất. Sách giận lắm kêu ra bắt ngay vào đây. Tả Hữu thưa, người ấy họ Vu tên Cát, ở phương Đông, thường đi lại miền Ngô Hội, cho bùa và nước phép cứu bệnh cho người, không ai là không khỏi. Người ấy là thần tiên, không nên khinh nhờn. Tôn Sách càng giận, quát to, bắt ngay cho nhanh. Ai trái lệnh sẽ bị chém. Tả Hữu bất đắc dĩ phải xuống dắt Vu Cát lên lầu. Tôn Sách quát mắng, quân tà đạo kia, sao dám làm mê hoặc lòng người. Vu Cát thưa rằng, bần đạo vốn là đạo sĩ ở cung Lương Gia. Đời vua Thuận Đế vào núi hái thuốc, được bộ sách thần trên suối Dương Khúc tên là Thái Bình Thanh Lĩnh Đạo hơn trăm quyển, toàn là những phương thuốc chữa các bệnh tật. Bần đạo được bộ sách ấy, chỉ chuyên thay trời cứu người, làm phúc, chưa từng lấy của ai một mảy may gì, sao gọi là làm mê hoặc người được. Sách hỏi, nếu mày không lấy tiền của ai, thì cơm ăn áo mặc bởi đâu mà có. Mày tức là bọn Trương Giác, nay nếu không giết đi, tất để lo về sau. Tôn Sách quát Tả Hữu đem ra chém, Trương Chiêu can rằng Vu đạo nhân ở Giang Đông mấy mươi năm nay, không hề làm điều gì tội lỗi, xin chúa công đừng giết. Sách nói, những hạng yêu nhân ấy, ta giết đi, khác nào giết chó giết lợn. Các quan ai cũng cố sức can, Thái Phu Nhân biết chuyện cũng ra can ngăn càng khiến Tôn Sách điên tiết, rút kiếm đâm Vu Cát một nhát chết ngay trên lầu. Dân chúng than khóc thảm thiết lắm.
Đột nhiên, Tôn Sách tối sầm mặt mũi, ngã ngay xuống đất. Tả Hữu vội vàng vực vào buồng trong. Thái y xem bệnh thì báo đã tuyệt mạch rồi, thuốc độc đã ngấm vào xương chưa tiêu được, lại do tức giận làm thuốc độc xông lên, công hại tâm phế, không thể chế ngự được nữa. Được một lát, Tôn Sách lại tỉnh dậy, than rằng không sống được nữa. Rồi cho đòi bọn Trương Chiêu và em là Tôn Quyền đến trước giường nằm dặn dò, thiên hạ đương loạn, dùng dân chúng ngu Việt ta ở, giữ vững nơi hiểm yếu của ba con sông, có thể làm việc lớn được. Sai Tử Bố cố hết lòng giúp Tôn Quyền, nói rồi lấy ấn thụ trao cho Tôn Quyền và dặn, cất quân Giang Đông, quyết được thua giữa trận ta và trận địch, tranh hùng cùng thiên hạ, thì em không bằng anh, nhưng cất người hiền, dùng người tài, khiến ai cũng hết sức giữ đất Giang Đông, thì anh không bằng được em. Em nên nghĩ đến cơ nghiệp của cha anh đã khó nhọc mới gầy dựng nên, tự lo liệu cho khéo. Tôn Quyền khóc thương, lại nhận ấn thụ. Tôn Sách lại nói với mẹ rằng số con đã hết, không thể thờ phụng mẹ được nữa, đã giao ấn thụ cho Tôn Quyền, nhờ mẹ sớm chiều dạy bảo. Phu nhân khóc nói, sợ Tôn Quyền còn bé, không đương nổi việc lớn thì làm thế nào. Sách nói, tài quyền gấp 10 con, có thể gánh vác việc lớn. Về sau nếu có việc trong không quyết thì hỏi Trương Chiêu, việc ngoài không quyết thì hỏi Chu Du. Tiếc thay Chu Du không có ở đây để tận tay phó thác. Sách lại gọi vợ là Đại Kiều và bảo cùng nàng chẳng may giữa đường phân ly. Nay mai Tiểu Kiều có vào thăm nên nhờ nói với Chu Du hết lòng giúp Tôn Quyền, chớ phụ cái tình tương tri từ trước. Nói xong nhắm mắt chết. Đời sau có thơ khen rằng, một tay gây dựng cõi Đông Phương, ai cũng khen là Tiểu Bá Vương. Thủ hiểm vững như hình hồ cứ, quyết cơ nhanh tựa thế ưng dương. Ba sông phẳng lặng oai hùng dũng, bốn bể vang lừng tiếng vẻ vang. Việc lớn dặn dò khi nhắm mắt, một lòng gắn bó cậy Chu Lang. Muốn biết Tôn Quyền chịu mệnh anh coi giữ Giang Đông thế nào, xin xem tập sau sẽ rõ.